Vlog xin mến chào cô chú quý anh chị và các bạn khác. Thì chiều nay chùa Bốn Mặt Hạ Thủy để thử tốc độ ở sông Kinh 18 gần chùa luôn ha. Thì các anh em vận động viên chung rất là đông ha. Chị mình theo dõi ha. Vlog xin kính chào cô chú quý anh chị ha. Thì bây giờ các anh em cũng tập hợp lại để nghe thông báo ha. Và ở dưới ghe thì các anh em cũng chuẩn bị mình cột cái cần câu lại để mình thử tốc độ ha trên dưới sông trên 30 tháng 4 ha. Thì các anh em mặc đồng phục màu đỏ nón đỏ luôn ha. Thì các anh em cũng đang chuẩn bị mình chỉnh sửa cần câu lại ha, từ lấy thước đo luôn ha, để chỉnh cho nó chính xác hơn. Bây giờ anh em cũng chuẩn bị bước xuống ghe các bạn ha. Chuẩn bị bước xuống ghe và mình ngồi ngay cái vị trí để mình tập bơi trên sông ha. Các anh em mặc đồng phục áo màu đỏ nón đỏ luôn ha. Giờ các anh em cũng bước xuống ghe. Bây giờ các anh em xuống cũng sắp đầy ghe ha. Mấy anh em lội xong luôn ha. Đó. Mà đỏ rất là nổi luôn ha, anh em của chùa Bốn Mặt. Bây giờ anh em cũng xuống đây ha, để chuẩn bị mình đề ba. Đó, hiệu lệnh còi cũng đã vang lên này ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ đang phân phát những cái đồ mà bảo vệ cho đầu gối ha. Đó, những mút. Còn miếng để mình lót đầu gối đừng cho nó bị cày các bạn. Thì bây giờ bên sau lái thì không có mặc đồng phục ha. Rồi đang di chuyển để mình quay cái đầu ghe ha. Giờ hiệu định còi cũng hoàn thành nha, để mình cái dòng ngay ha. Đó đều đó, bây giờ đang di chuyển ghe đi đó bạn. Rồi bây giờ các anh em cũng chuẩn bị mình xuất phát ha. Đó, các anh em cũng đang chỉnh sửa ghe cho nó ngay giữa sông ha, để mình chuẩn bị mình xuất phát. Đó, chuẩn bị rồi đó. Chuẩn bị rồi đó. Đó, quất rồi đó. Cất đều ha các bạn ha. Rồi quá nhanh. Bơi tung nước luôn. Giờ đã bơi tới cầu rồi các bạn ha. Rồi bây giờ ghe cũng đã quay trở lại ha. Thì các bạn nhìn từ mình, cái này là mình đứng từ trên cầu ha, đứng từ trên cầu quay xuống ha. Đó, thì các bạn xem các anh em của đội ghe chùa bốn mặt ha, bơi rất là đều luôn ha. Bây giờ ghe cũng đã xuất phát trở lại nha các bạn ha. Ông mày luôn, chắc là chủ. Bơi quá nhanh ha các bạn ha, ghe của chùa bốn mặt đường dòng cũng rất là đều luôn ha.
tung cái sạch lưới rồi, tung đi hoạt bằng máy. Thì hiện tại bây giờ ghe cũng đã thử tốc độ được 2 vòng rồi các bạn ha. Thì bây giờ ghe cũng đã tấp vô sát mé bờ sông để có sự thay đổi các vận động viên ha, để cho bơi cho đều dòng ha. Vậy hết. Thì bây giờ có sự thay đổi các vận động viên. Bây giờ các anh em cũng đã xuống đầy ghe nữa ha, để mình chuẩn bị mình bơi thêm vài vòng nữa ha. Đó thì phía bên trên bờ khán giả xem rất là đông ha, để cổ vũ và xem tốc độ ghe của chùa Bốn Mặt đội nhà mình bơi nhanh như thế nào ha. Đó, khán giả quá là đông luôn. Và bây giờ đã thay đổi các anh em vận động viên để thử bơi cho đều dòng. Giờ giải lao ở đó các anh vậy, các anh em giải lao để uống nước và hút thuốc ha, lấy sức mình bơi thêm dài vòng nữa ha, dài hiệp nữa. Và bây giờ các anh em cũng di chuyển ghe ha, di chuyển lùi ghe lại để cho ngay giữa sông và chuẩn bị mình xuất phát thêm vài lần nữa ha. Đó rồi. Tới chỗ kia kìa. Đó thì các anh em cũng đã chuẩn bị lùi ghe tới điểm xuất phát rồi các bạn ha. Đó, thì bây giờ ghe cũng chuẩn bị mình xuất phát ha các bạn ha. Để xuất phát đây đó. Cho lộn quá cho quả.